Quân gấp mắm lắm, thầy khéo lắm chứ thầy không có như mình đâu, nghĩ đâu. Trong cái Thầy làm phiền email quân của thầy của rất là nhiều Temple Đức chứ không Viên phải á, là ít thì bây đâu. giờ con sẽ Đâm đào hết ra mấy cái hình thầy ảnh này cho bây về, giờ con mình đang update cần lên cái luôn để trầm con chứ không xóa phải là luôn cho cái riêng em, còn còn Gmail ai này còn đã 500 bị bạn nhầm. thì trên cái Zalo của ngoại gọi cô gọi mấy mấy cái người bạn đó, họ lớn tuổi đó, họ thích làm cái đó thì họ sẽ gửi sau. Rồi đó, vậy đi. Nhưng mà Cường biết không, thầy nói với mình như vậy nhưng mà thầy rất là nhiều người, thầy rất rất là nhiều người, và những người đó họ phát tâm lớn lắm luôn chứ không phải nhỏ đâu. Đúng rồi, có thầy còn mà bây giờ hiện là cô đã đưa là, và cô nhắc lại cho đứa em cô là thầy đang cần như vậy như vậy. Nó nói chị cứ đưa địa chỉ, nó chị đã đưa em rồi, nó nói cái địa chỉ đó em cũng đưa họ rồi mà không biết là họ có đóng hay không, nên họ sẽ trực tiếp với thầy chứ họ đâu có qua mình, họ trực tiếp ở dưới chùa hết, ở cần cái gì. Nên bây giờ mình cần gì mình cứ làm đi, còn cái đó là họ không qua mình, họ muốn trực tiếp cái nhóm đó, họ bên Mỹ họ chuyên môn làm những cái điều đó không, thì cô đã đưa vô rồi, cô đưa trên chùa địa chỉ là điện thoại của thầy luôn rồi, cô đưa hết rồi, cô đưa đưa lần trước rồi. Ừ, cô đưa lần trước rồi. À à à à thì cô mới nói rằng là em cô nó bên Mỹ đó, nó nói chị cứ đưa tên chùa, cái địa chỉ và số điện thoại của thầy cho em. Cô đã đưa rồi và nó đã đưa cho người ta rồi, nên cái chuyện mình không biết được, mình không biết được, nên nói vậy là con hiểu rồi đó. Có những người cái họ vẫn còn mơ cái cao hơn nên mình không biết được. Mình đã cô đã có cái nhóm em cô nó có cái nhóm đó, nó nói chuyên làm tại Việt Nam, chuyên làm tất cả các chùa luôn, nói luôn như người ta tài tài trợ khủng khiếp lắm. Nên cô đã gửi vô cái nhóm đó rồi, mà còn cái chuyện mà thầy không nói thì mình cũng đâu biết được đâu, hiểu ý không? Nên thôi kệ, con đừng có lăn tăn cái chỗ đó. Mình đã làm cái sân rồi, nhà Dạ, nghỉ nó mấy đi cái hình xin ảnh phép đó rồi, là còn phải sân nó đặt làm đồ tên nó làm hết tốt như lắm thế rồi. này, giống như con. Nên cái đó là cô nói cái đó rồi thì em cô đã đưa cái clip hôm bữa là đang nói là thiếu tiền bao nhiêu rồi cô đưa cho em cô hết rồi. Rồi những lần trước là cô cũng đã đưa rồi, là cái chùa không có tượng, không có cái chùa nhỏ, cô đã quay hết giao hết, bé mi nó quay đưa hết rồi, chụp chạy bên đó rồi. Nên hôm bữa cô có nói với thầy thì thầy nhìn cô thầy hết hồn luôn á. Cô nói với có một cái nhóm ở bên Mỹ cho thưa thầy, con đã lần trước con về con đã đưa con quay cái clip ở đây, con quay xung quanh chùa và con quay thầy luôn, và con cho số điện thoại, cho tên chùa, cho địa chỉ hết đầy đủ hết rồi, con không biết người ta có điện thầy gì, có điện lại cho thầy chưa. Thầy nhìn cô thầy chớp mắt luôn á, thầy chớp mắt luôn á. Nên cô nghĩ là thầy đã biết chứ không phải là không, nhưng mà người ta cũng đâu có nói là cô gửi đâu, nhưng mà người ta từ bên Mỹ người ta gọi về là người ta hỏi thầy là từ Minh Trí không này nè, nhưng mà cô nghĩ là có chứ mà không phải không, tại vì cái nhóm này họ họ dữ lắm, họ bên Mỹ họ dữ lắm. Nên thôi kệ đi, mình cứ làm được cái mình làm được cái gì mình làm, còn cái gì để thầy tự lo. Thầy rất là nhiều Phật tử chứ không phải mình đâu, nhiều lắm, cô nói vậy là con hiểu. Cô thấy mạnh lắm đó nha, cô thấy thầy là cô nói trời, thầy này nói đi con nghe nha, thầy này mộng cao lắm á, thầy học giỏi nhưng mà mộng thầy còn cao lắm á, còn mạnh đó thì ông giỏi đó. thì học nhiều danh lợi cao. Đúng rồi, thầy lo cho dân nhiều. Đúng rồi.
Vũng Tàu, Sài Gòn, trời ơi, cái nhóm mình đi xuống cái là quất liền cái sân luôn là con thấy rồi. sân sân chưa có ai làm mà Nhưng mà chưa chưa có ai làm, nhưng mà Vĩ nó đã hỏi gặp xong rồi là năm nay này anh Vĩ nó Vĩ là xin, anh Vĩ là xin cái gì đó, cái đá xây chung quanh đá luôn, đá cái nít, đá cái nít đá granite, nhưng mà cái đá kia mà được là nó lấy luôn đó. à chủ nhật. Vĩ nó nói con về con coi nó làm sao, con hứa trước mình là cái sân đó là ok rồi cô, còn cái tượng thì để cho thầy Đông Phật Tử thì thầy cứ lo, còn mình lo kiếm tiền để đắp vô mấy cái cầu. Thì Vĩ nó cũng nói vậy, thì kệ nó, tùy duyên con ơi, bây giờ ai cũng khó khăn, tùy duyên. Hay rồi, để cho bé My nói chuyện với người ta nhé con ha. Con mời con, Rồi, cảm ơn ba con nha, giữ gìn sức khỏe nha. dạ, cảm ơn con. Ba là 5.500 đó, con hiểu không? Nhưng mà trong bếp thầy nói 1.200.000 Thì đúng rồi, mong là mình đâu có xin được hơn. đúng rồi, chúng ta thì nó là vậy thôi. Chuyện với nhau rồi, hiểu không? Cần nó mới cường nó nói mẹ thằng kia nó phải đóng máy, có hiểu không?